Giờ khóc giờ cười với những tình huống ra mắt nhà người yêu vào dịp Tết, trùng cuối chắc chắn khiến bạn phải ngã ngửa. Nghiện còn ngại chính là câu mô tả chuẩn nhất dành cho cô nàng này. Thích kẹo trên bàn nhà người yêu nhưng mà vẫn phải khép nép e lệ nên đã bày kế, giả vờ nhắn tin, xong đến lúc ông người yêu đưa cho còn ngúng nguẩy chối đầy đẩy nữa chứ. Các chị nhiễu ra phết chứ đùa đâu. Trái ngược với nàng trên e lệ, ý tứ thì nàng này lại thoải mái tự nhiên, đánh một giấc đến đầu giờ chiều. Mẹ người yêu nấu nướng xong còn phân hẳn một mâm nữa cơ này, nhất chị luôn nhá. Nhưng mà bất ngờ nhất là cô gái có hiếu với âm nhạc này đây. Cũng áo dài truyền thống nên nã về ra mắt nhà người yêu. Cơ mà không hiểu sao, chỉ sau vài ba cốc sinh tố lúa mạch, cô đã bật mút quẩy hip hop chiếm toàn bộ spotlight. Cô dì chú bác nhà bạn trai cũng phải trố mắt trầm trồ. Tà áo dài thì buộc vắt lên, trông gọn gàng để phục vụ cho việc nhảy nhót của cô nàng. Cư dân mạng để lại những bình luận hài hước cho rằng như này mới gây ấn tượng mạnh và hóng phản ứng của bố mẹ nhà bạn trai quá đi mất. Tao là ai? Đâu là đấy? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Cả nhà nghĩ sao về những siêu phẩm ra mắt này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nha.